vậy là không biết chín chưa đây. Để giờ gõ cái bộ chắc thôi nha. Chắc được á. Hên xui cô ba. Bập. Dấu trái quá trời bầu luôn, bầu ngay quá trời luôn chồng. Đây nè, nghe chắc lắm, đứng mắt à, nghe đây ha, đây nè hả, chưa thấy chưa nứt, chưa nứt cái bộ hồi hộp dữ à, chưa nứt cái bộ hơi hồi hộp mày nha. À, nước 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 nha, nhưng mà chưa chín. Trời ơi, chán rồi. À, chưa chín rồi. Mà thử coi ngọt chưa ta. Ngọt, nhưng mà... Nè, lỡ cũng được. Trời ơi, đau lòng chiến sĩ. Trời ơi. Chưa chín, cũng nước đồ ngon lắm mà chưa chín. Trời, đây là thành quả trái dưa hấu. Mà gõ mà cũng nghe bợp 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 đồ á. Ăn cũng vẫn được, ăn vẫn được. Trời đất, vẫn được, ngọt lợi lợi cũng được, ăn mát. Đây là thiên nhiên à, không có không thuốc. Khỏi lựa hộp luôn, mà khỏe mà. Chưa có hộp không? À, mời cả nhà ăn dưa cùng với gia đình em. Dưa chưa kịp chín nên mình không có rành á. Mình cũng không có rành nữa, ta gõ nghe bóp 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 nghĩ chín. Thôi có làm sao, ăn vậy đi. Để thử cái ngọt không. Ngọt nhẹ nhẹ thanh thanh. Ngọt gì được rồi nè. Nó mà đỏ ao chắc được ngay luôn á. Ngon vậy không? Rồi giờ ổng còn thuê không anh? Hả? Thuê năm nữa. Vậy hả? Ổng cho thuê thêm năm nữa hả? Đúng rồi. Nhưng hồi thuê hợp đồng 2 năm. Lỡ rồi thuê. Làm không làm. Thôi. 12 giờ, 1 giờ gì? Núp không hả? Núp không chứ làm cái gì vậy? Bỏ tôi ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hớn hở bắt được cái bầu bự. Dạ. Cái gì gỗ luôn hả?